Nếu bạn yêu thích bộ phim Thái Lan thì chắc chắn là quá quen thuộc với thể loại cứu trước yêu sau, thể loại tạo nên nét đặc trưng của phim ảnh xứ sở chùa vàng. Dù cốt truyện quen thuộc nhưng với diễn xuất ấn tượng của diễn viên, nội dung được thả tơi cùng câu chuyện đánh giải trí cao tạo nên sức hút rất lớn với khán giả. Mỗi năm mẹ Thái chỉ có những tác phẩm thể loại cứu trước yêu sau lên sóng và nhận được sự quan tâm của các mọc phim Thái. Thời gian gần đây thể loại này càng đổi mới với nội dung nhiều drama kịch tính hơn trong kịch bản. Nhận thấy sự yêu thích và mong muốn kênh làm video về thể loại này, chúng mình sẽ giới thiệu series top phim cứu trước yêu sau của các năm. Mà cái cửa video này là top phim Thái Lan cứu trước yêu sau lên sóng năm 2020 các bạn nhé. Giờ thì cùng mình bắt đầu thôi nào. Biển động. Phim với sự tham gia của các diễn viên Neil Washakon và John Quarry. Nội dung phim kể về Thad là một cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng. Sau khi học xong, cô nhận lời cầu hôn từ người bạn giàu có của mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, sự lo lắng của người chồng tương lai làm cô cảm thấy bất an. Nhưng rồi mọi nghi ngờ sau đó nhanh chóng được xua tan và một đám cưới diễn ra. Nhưng chỉ sau đám cưới, cô mới nhận ra rằng anh ta không có gì thay đổi và cô phải cam chịu số phận cô đơn, bỏ rơi từ anh ta. Liệu Thad sẽ tìm thấy sức mạnh để phá vỡ mối quan hệ nặng nề này, hay cô sẽ chấp nhận số phận? สวัสดีค่ะคุณจ้าสวัสดีค่ะคุณแพทคุณแพทเป็นดีไซเนอร์ส่วนนี้มิสเตอร์จิลสามีของคุณแพทเวลาที่คุณบินไปดูงานที่ต่างประเทศภรรยาของคุณHai cô dâu nhập khẩu. Phim với sự tham gia của các diễn viên Min Bishaya, Mit Thamraya. Khi cô nàng du học sinh bị sa cơ lỡ bận, phải nhận lời đề nghị của một triệu phú đồng ý có người thừa kế của một trang trại gia súc, bọn anh chàng vô tình không có trái tim. Trong khi cô không hề biết rằng mục đích của cuộc hôn nhân này là cô phải sinh được đứa cháu nói giỏi mới có thể nhận được số tài sản thừa kế theo đúng điều kiện của di chúc. Anh nghĩ cô là một người tham tiền nên luôn tìm cách kiếm chuyện với cô. Những người còn lại trong dòng tộc thì đang chờ đợi để di gia tài. Những cô gái thích anh thì luôn tìm cách phá rối cô. Một mình cô phải ở đâu từ phía tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề đang diễn ra. Ba, yêu thầm anh xã. Phim với sự hợp tác của các diễn viên Mark Green, Melissa. Nội dung phim kể về Thiên, một kiến trúc sư yêu thích sự riêng tư. Vô tình gặp phải một tình huống éo le, buộc anh phải kết hôn cùng với Mai, người em không ruột thịt, suốt ngày chỉ toàn cười đời hớn hở. Nhưng người mà anh chọn làm vợ, hay đẹp cả về vẻ ngoài lẫn tâm hồn. Về sau, khi biết Mai thầm thích anh, lại càng khiến cho anh phải nhanh chóng ly hôn. Anh vạch ra kế hoạch mà không hay biết rằng đây sẽ là lần kết hôn duy nhất và cuối cùng trong đời. Ham hay phải lũ đẹp khả. Mày đi, khiến lại làm ông gì bữa nè. Ông hơn à. Khác chẳng đếch tảnh ngàn đã gặp kháu nè, chẳng có mượn. 4. Một nửa hoàn hảo. Phim có sự tham gia của các diễn viên Mai Boris, Frank Canarun. Nội dung phim kể về Chulara, một cô gái xuất thân bình thường, được The Fan đào tạo để trở thành quý cô hoàn hảo. Mr. Robert nghĩ Chulara rất hợp với Cassidy, người mà ông đã nhiều lần gửi đề nghị mời tham gia dịch vụ của công ty nhưng không thành công. Cassidy bắt đầu nghĩ đây có thể là một trò vui, thế lần này anh quyết định chấp nhận và gặp gỡ Chulara. Cuộc gặp lên mời với Chulara đã khiến trái tim của anh rung động, anh thay đổi mọi chuyện. Năm, dục vọng tình yêu. Phim với sự tham gia của các diễn viên P. Hasabak và Yonwari Rockwaya. Nội dung phim kể về Onrawi và Than đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Vì thế, họ quyết định nhận con nuôi là Ekaon và Achari. Vì vợ suốt ngày bận biểu với công việc nên Than đã rơi vào lưới tình của Vichura, chị cùng cha khác mẹ với On. Điều này khiến cô tức giận và yêu cầu ly hôn. Onrawi đưa Achari ra khỏi nhà. Cô sắp xếp để Achari kết hôn với Ben
Tuy nhiên, Ben không hề có tình cảm với Atari, nhưng anh lại quyết định cưới cô vì gia đình anh đang gặp khó khăn về tài chính. Ekaon muốn ngăn cản đám cưới, nhưng Than không cho phép. Dần dần, Ben phát hiện ra bản chất của anh Rawi và những gì cô đã làm với Atari. Ben bắt đầu cảm thấy thương tiếc cho cô và dần mở lòng với Atari. อยากใช้เวลากับพี่ชายแบบนี้ทุกวัน 6. Bật mã đố kỵ. Phim có sự tham gia của các diễn viên Van Athip, Vinloy Papawadi. Sau cái chết của cha mẹ, Palai quyết định tìm bằng chứng cho thấy cái chết của cha mẹ cô không phải là ngẫu nhiên mà thật sự là một vụ giết người. Cô không chỉ mất đi cha mẹ mà còn mất cả nhà cửa, công ty và tiền bạc và tài sản gì của mình. Palai muốn tìm bất cứ bằng chứng nào cho thấy dì cô và cha của Shiva là người đã đi mọi thứ. Palai đe dọa Shiva rằng cô sẽ gửi tất cả thông tin trên trang web của mình về việc cha anh tham nhũng với các phóng viên nếu anh không kết hôn với cô. Nếu anh ta kết hôn với cô ấy, cô sẽ cung cấp cho anh mật khẩu của trang web. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông tin nào trên trang web ở trên. Cô dành thời gian để tìm hiểu thông tin về dì và bố của Shiva và cách sống trong nhà của Shiva. Nhưng khi một phần của sự trả thù biến thành tình yêu, liệu cô sẽ trong tình hay hận? ขอบคุณที่แสดงตัวตนให้เห็นฉันกำลังอยากจะรู้อยู่แล้วเชียวว่าพ่อกับลูกเหมือนกันหรือเปล่ามาอะไร7. Món nợ danh dự. Phim với sự tham gia của các diễn viên Masiapa, Watrathi. Khi bố của Yukondek đã cướp hết mọi thứ của gia đình Batawan, nên anh đã đưa tay ra giúp đỡ cô khi cô mất đi người bố yêu thương. Anh là tất cả mọi thứ và sự chân thành và tình yêu, nên cô đã chấp nhận kết hôn với anh. Nhưng khi sự thật được phơi bày, tình yêu đã biến thành thù hận. Batawan tìm mọi cách để giết bố anh và khiến cho anh đau lòng. Cô đã lấy đứa con trong bụng ra đánh cược danh dự mà cô muốn đòi lại, khiến cô đánh mất những điều mà không bao giờ có ai được. Khi คุณพ่อฆ่าตัวตายก็เพราะเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่ได้ล้มละลายเราไม่ได้หมดตัวใช่ไหมพี่พร้อมจะให้เดือนได้ทุกอย่างเดือนอยากได้พี่ยูคนพี่ตะวันยกให้เดือนได้หรือเปล่าแม่ดำมือวิ่งเสียวตัวพิมพ์ไทยแลนด์คือทุกอิวชาวน้ำไม่คำให้มือกูเป็นแม่ทักษะแนวแม่รักเซนยิ่งบทพิมพ์ไหนเชื่อไปเพชรยิ่งบทพิมพ์แนวไปดูให้มันคุ้มบิ๊กไว้นะนี่ให้วิวในหูดึงกดไลค์และแชร์น้อย้ำสับสไครต์ให้ให้ย้อนยิ่งวิวที่ให้กูเกินcũng như cập nhật thông tin mới nhất về bản án này tại fanpage. Mời Linh, hẹn lại những lần sau. I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.